bạn thân mến, mình đã Coleman và đoàn đã sau 1:30 bay từ thành phố Hồ Chí Minh và đã đến sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan tại Bangkok. Và mình sẽ ghi lại một số hình ảnh để cho mọi người thấy là tình hình diễn biến ở tại sân bay này nó có giống như ở Tân Sơn Nhất mình hay không nha. Nếu như hồi sáng nay thì chúng ta thấy ở sân bay của Tân Sơn Nhất tràn ngập khẩu trang và mọi người đang rất là lo lắng vì cái virus corona của Vũ Hán, thì theo mình quan sát thì ở tại sân bay này mình thấy các nhân viên phục vụ ở tại sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan cũng tất cả đều bảo hộ đó, ngay cả chị lao công đang quét cũng đang bảo hộ rất là kỹ. Trước mặt chúng ta là chúng ta có thể thấy ở các du khách nước ngoài và luôn cả nhân viên của đó là hai cái cô không biết làm cái công việc gì ở sân bay, an ninh sân bay gì đó, mà họ thấy họ cũng bịt kín mít. Tuy vậy thì mình thấy ở đây có rất nhiều các cái du khách nước ngoài, thì như các du khách nước ngoài có vẻ như họ xem thường, họ không có thông tin hay như thế nào hết. Mình thấy cái chuyện họ rất là bình thường luôn, họ cảm giác như họ không có một là họ không biết virus corona, mà hai là họ cảm giác họ không có lo lắng gì hết trơn. Đây phía bên trái là các nhân viên áo xanh đó đeo cái kiếm, rồi có một bác nước ngoài cũng đang đó bịt kín luôn. Ở đây thì số các bạn những người đi form đó bước sang xem. Đây các một số người đang đi form để chuẩn bị nhập cảnh thì cũng đeo kính mít luôn. Không phải cái đó. Tin chắc rằng là đây không phải là người Việt Nam nha, chắc chắn luôn. Không biết là người Hàn Quốc hay là chính họ cũng là người Trung Quốc nữa, mình cũng biết. Rồi đây là một vài các người Ấn Độ. Đó, kể cả tất cả nha, đây những người Ấn Độ phía sau lưng mình cũng đang rất là cẩn trọng với lại virus corona. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì nãy mình có lướt qua một vài báo thì mình cũng thấy là chia sẻ có một cái tiến sĩ về dịch tễ học cũng có, của người cũng là người Trung Quốc, có chia sẻ rằng là virus corona tại Vũ Hán thì có cái chỉ số lây nhiễm là R, là gọi là reproduction number, tức là R không bằng 2.6, có nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm ở cái mức là nếu như một người mà mắc bệnh thì sẽ có khả năng lây cho khoảng 3 người, có nghĩa là rất là nguy hiểm nếu như một người thật sự đã mắc bệnh. Thật sự là chuyến đi du lịch này có nhiều cái mà đáng lo ngại quá. Bây giờ thì mình phải đi ra cái chỗ lấy hành lý và làm cái thủ tục nhập cảnh để tiếp tục bay sang đảo Samui nữa. Đó, mình thấy không khí rất là khẩn trương luôn, đi du lịch mà giống như là đang đi trốn dịch vậy đó. Đó, trong cái quầy đổi tiền là kính luôn. Ở đây là một cái quầy đổi tiền và chúng ta cũng thấy là một cái cô đó, một cái cô đang ngồi, nhân viên quầy đổi tiền cũng bịt kín mít. Thank you.
còn thắng ID cho cái passport của mình đó. Người chụp thì cũng kính mít, và người được chụp thì cũng khẩu trang luôn, khẩu trang everywhere. Đó, tương tự như vậy ở đây cũng vậy. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là các cái người châu Âu có cảm giác như là họ không có sợ hãi hay sao á. Đây, bạn người châu Âu mình thấy không đấy. Người hầu hết các bạn châu Á đều rất là lo lắng, rất là sợ hãi, còn người châu Âu giống như đó. Đang có thể thấy cái cô làm bảo hộ. Rồi, một cái bạn đứng bên kia đang chờ đón khách cũng vậy luôn. Tất cả mọi nơi luôn, đi đâu cũng thấy tràn ngập cái khẩu trang, sợ giống như là đang xem phim vậy đó, chứ không phải là ông đang chạy đi xe này cũng vậy. Ngay cả những cô bán hàng ở trong cái quầy duty free cũng chính thức luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy không đó, mình làm bộ mình đứng cho cưng quay đó, ngay cả các cái quầy bán nữa ấy thì cũng vậy luôn, nó đi luôn. Thôi đi ra khu check in nha. Có vẻ như sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok này có vẻ hiện tại giờ mình thấy có vẻ hơi vắng để vào cái chỗ khu vực check in này. Đây arrival khu vực kia. Đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy nè, tất cả các mọi người tiến vào cái khu vực làm thủ tục nhập cảnh, tất cả đều kín mít đó, tất cả đều đeo khẩu trang hết, đáng sợ không? Rồi giống như là đi đấy. Rồi quý vị các bạn thấy chưa, đáng đo không, đáng sợ không? Đó, tất cả luôn, không riêng gì đoàn mình luôn, mà tất cả. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là các cái du khách của châu Âu thì cảm giác như họ xem cái điều đó rất là bình thường luôn. Nhưng mà hầu hết các cái du khách đến từ châu Á nè, kể cả Đông Á, Nam Á, hoặc là kể cả Đông Nam Á, cô Thái với Bốp đi đâu vậy? Chúng mình đang có ở ngay cái cổng để đi qua khu vực sân bay để trung chuyển qua Koh Samui. Rồi, và đi ngược lại bên kia thì chúng ta cũng có thể thấy đó, các nhân viên của sân bay tất cả đều được đeo khẩu trang kín mít. Cô Tý không sợ cô Tý? Sao để cái lỗ mũi vậy làm sao được? Kéo lên vậy. Đeo khẩu trang đúng cách là phải kéo lên. Đó. Coi chừng. Đây. Để đi ngược hướng bên kia thì rồi cũng đó. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy. Tất cả luôn nha.
cá nhân tờ lác đác nó cũng đó, các hành khách không biết từ đôi bên ở quốc gia nào, nhưng mà tất cả đó. Đấy, đúng như là Coleman đã nói ha mọi người, thấy các hành khách châu Âu thì hài lọ nó có vẻ như là rất là bình tĩnh, không có vẻ một chút xíu gì lo lắng. Đây một hành khách đơn lẻ đi phía bên kia cũng vậy luôn, kính mít luôn. Đây có một hành khách đang bấm điện thoại rồi. Where are you from, mister? I'm from nowhere. You from nowhere? Đây là cháu Bin, cháu Bin là con của anh Khánh nhà mình đây. Hướng dẫn viên của mình. Nó có cái bản đồ sân bay ở đây. Ok. Tự nhiên cái có cái cảm giác là mọi người đang rất là tất bật, có thấy sợ thế nào. Everywhere bà con ơi, tất cả mọi người đều hầu hết luôn, chính mình thấy 90% là tất cả mọi người đều đeo khẩu trang hết. Ở phía bên kia cũng vậy. Và đây là một cái cảnh thông tin như có thật. Đó, cả gia đình chụp ảnh mà đeo một khẩu trang hết. À, chụp tấm ảnh lưu niệm nè cả nhà. Đó, đây là một nhân viên mà chúng ta cũng có thể thấy. Đó, cũng đeo kính mít luôn. Đây mình đang tiến vào cái cổng để trung chuyển đi đảo, đi sang đảo Samui. Hai ông bà mới thấy. Đấy, một cái quầy hàng. Đấy, cô ấy cũng kính cổng cao tường luôn. Quý vị bạn thân mến, chắc có lẽ là chưa bao giờ mà có chúng ta chứng kiến một cái cảnh như thế này. Đi du lịch mà nó ngột ngạt như thế này, tại vì tất cả mọi người đều phải stand by với cái này, đối với cái lại thời cái khẩu trang. Và có lẽ đây là cái thời trang mà mình nghĩ là trong năm 2020 này là sẽ rất nổi bật. Nó không phải là kính, không phải là nón, mà là cái này. Và nếu như mà những ai mà kinh doanh thời trang mà thông minh thì là ngay lập tức ra các mẫu thời trang vô cùng ấn tượng. Đây phía bên tay trái của mình chúng ta có thể nhìn thấy đấy, có cái cô nhân viên của làm thủ tục của hãng Thai Airways cũng vậy luôn. Họ hàng ngày họ phải tiếp xúc rất là nhiều hành khách, chính vì vậy cho nên là mình thấy rõ ràng là họ đang đó, chúng ta có thể nhìn thấy phía sau đang làm việc. Nhưng mà cô thì mặc, cả hai cô đều đeo khẩu trang màu xanh. Cảm giác của chúng ta không phải đang ở sân bay mà chúng ta đang ở bệnh viện vậy. Phải theo thông tin mà sáng nay mình nhận được từ một người bạn của mình ở một lãnh đạo của Sở Y tế thành phố, có gửi cho mình một cái công văn khẩn thì của chính phủ, chúng ta cũng đã được cập nhật là gần 3.000 trường hợp trên toàn thế giới đã bị chính thức bị lây nhiễm virus Wuhan Corona. Còn ở Việt Nam chúng ta thì có khoảng gần 70 trường hợp là có triệu chứng thôi, chứ còn chỉ mới có triệu chứng thôi, chỉ có mới có 2 trường hợp cho thử nghiệm và dương tính, có nghĩa là chúng ta vẫn còn ít lắm. Tuy nhiên nếu chúng ta không đề phòng thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Bởi vì cái virus corona này nó khác với những cái virus khác, tức là nó nguy hiểm gấp cái dịch dịch cúm và SARS cách đây gần 10 năm là cả gấp 10 lần. Đó. Đó, mà mình đang tiến vào vừa đó mình làm thủ tục thì mọi người cũng có thể thấy ở ngay các bạn thủ tục. Tuy nhiên là mình không cố tình mình quay đâu, nhưng mà chúng ta có thể thấy được là đó, tất cả những người đang chuẩn bị để làm cái thủ tục check in cho mình thì tất cả mọi thứ đều sau khi đã làm thủ tục rồi thì bây giờ thì đã làm thủ tục nhập cảnh rồi, và bây giờ mình đã đi sang cái khu trung chuyển để tiếp tục đi bay tới đảo Koh Samui. Mình đang có mặt tại một cái khu mua sắm các áo quần hàng hiệu rồi ha. Nhưng mà cũng như vậy luôn quý vị, các bạn có thể thấy là các bạn bán hàng ở đây đó, tất cả đều có với các mẫu thời trang đủ màu. Cô này đeo màu này có bông đấy. Đây các bạn đeo khẩu trang màu xanh. Bạn phía bên kia cũng vậy. Quý vị bạn mà hồi nãy thì trong lúc mình check in mình cứ nghĩ rằng là có lẽ là cái đoạn làm thủ tục nhập cảnh á, mình nghĩ là chắc là mình thử xem có kêu mình kéo khẩu trang xuống hay không. Nhưng mà cuối cùng thì cũng có kêu xuống kéo khẩu trang xuống để chụp một cái ảnh. Lần đầu tiên mà làm rất là nhanh luôn, chứ không phải như mỗi lần mà vào làm thủ tục an ninh rồi hay là nhập cảnh là họ nhìn tới nhìn lui rất là kiểu mà là hơi soi mói giống không. Nhưng mà lần này là giống như họ kêu làm cho có thủ tục để cho nhanh, để cho hoàn thành cho đi á. Chính ra bởi vậy cái vụ án cái vụ corona này cũng làm cho cái thủ tục nhập cảnh nó nhanh nhẹn hơn sao. Đó, chúng ta có thể nhìn sang bên trái vậy luôn. Và một cái điểm mà đúng lạ mà giống như nãy mình nói mọi người là các du khách châu Âu mà họ tỉnh bớ à, bạn có thể thấy đó, họ như họ không sợ luôn á, hoặc họ không có thông tin, có lẽ là đi lúc nào đó. Một vài hình ảnh để cho quý vị các bạn thấy rằng là cái đại dịch corona này nó thực sự đang ảnh hưởng đến châu Á, đang ảnh hưởng tới ngành du lịch của các địa phương như thế nào. Mà ngay cả Thái Lan là một cái nơi mà nghĩ là thiên đường của du lịch, du khách đến đây rất đông, mà mình cũng thấy là riêng cái sự việc này cũng rất là ảnh hưởng, và họ rất là dè chừng khi mà họ nhìn thấy những cái du khách mà có dáng dấp giống như người Trung Quốc. Mình sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị các bạn khi mình đến sân bay Koh Samui để xem tình hình nó có căng thẳng giống như ở hai cái sân bay lớn như là Tân Sơn Nhất của Việt Nam mình hay không, và sân bay Suvarnabhumi của Bangkok hay không. Bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Một cái chuyến đi du lịch mà chắc là đáng nhớ nhất ngay đầu năm 2020 năm canh tí.